Kinh Hoa Nghiêm Đại Phương Quảng Phật quyển 58 phẩm Địa Thế Gian thứ 38 phần 6. Phật tử, Đại Bồ Tát có 10 thứ bố thí thanh tịnh, những gì là 10? Đó là bình đẳng bố thí, vì chẳng lựa chúng sinh, tùy ý bố thí vì làm họ mãn nguyện, chẳng loạn bố thí, vì khiến cho được lợi ích, tùy nghi bố thí, vì biết thượng trung hạ, chẳng trụ bố thí vì chẳng cầu quả báo, khai xả bố thí vì tâm chẳng luyến chấp. Tất cả bố thí vì rốt ráo thanh tịnh, hồi hướng bồ đề bố thí vì xa lìa hữu vi vô vi, giáo hóa chúng sinh bố thí vì cho đến đạo tràng vẫn không bỏ sự bố thí, tam luân thanh tịnh bố thí, vì đối với người thí kẻ nhận và vật bố thí, chánh niệm quán sát như hư không, đó là 10. Nếu các Bồ Tát an trụ pháp này, thì sẽ đạt được bố thí rộng lớn thanh tịnh vô thượng của Như Lai. Các vị đệ tử của Phật, Đại Bồ Tát có 10 thứ bố thí thanh tịnh, những gì là 10? Đó là một, bình đẳng bố thí, vì chẳng lựa chúng sinh, bố thí bình đẳng như nhau. 2. Tùy ý bố thí vì làm mãn nguyện của họ, phàm là có người đến xin thầy đều bố thí. 3. Chẳng loạn bố thí, vì chúng sinh có nhu cầu đều bố thí, khiến cho họ được lợi ích. 4. Tùy nghi bố thí vì biết quán sát thời nghi, chúng sinh có thượng căn, trung căn và hạ căn vì người mà bố thí. 5. Chẳng trụ bố thí, vì bố thí chẳng cầu quả báo, cũng chẳng chấp vào sự bố thí, do đó có câu tâm luân thể không mới là thật bố thí. 6. Khai xả bố thí, vì đại khai môn phương tiện để hành bố thí, chẳng có tư tưởng bỏ một được vạn, cũng chẳng tham trước sau khi bố thí, rằng bố thí có được công đức gì không. 7. Tất cả bố thí, vì hết thảy nội tài và ngoại tài đều bố thí hết, chẳng có tâm bòn sẻn cho nên đến được sự rốt ráo thanh tịnh. 8. Hồi hướng bồ đề bố thí, vì đem hết thảy công đức bố thí đều hồi hướng về bồ đề, xa lìa hữu vi và vô vi. 9. Giáo hóa chúng sinh bố thí, vì sự bố thí này vĩnh viễn không đoạn tuyệt, cho đến khi thành Phật ngồi đạo tràng vẫn không bỏ pháp môn bố thí. 10. Tam luân thanh tịnh bố thí, vì đối với người thí kẻ nhận và vật bố thí, dùng chánh niệm để quan sát như hư không, đó là 10 thứ bố thí thanh tịnh của Bồ Tát. Nếu các Bồ Tát an trụ trong pháp này, thì sẽ đạt được bố thí rộng lớn thanh tịnh vô thượng của Như Lai. Phật tử, Đại Bồ Tát có 10 thứ giới thanh tịnh, những gì là 10? Đó là giới thân thanh tịnh, vì giữ bà điều ác nơi thân; giới lời thanh tịnh, vì lìa bốn lỗi lầm nơi lời; giới ý thanh tịnh, vì vĩnh viễn lìa tham sân tà kiến; giới chẳng phá tất cả học xứ thanh tịnh, vì làm tôn chủ trong tất cả trời người; giới giữ gìn bồ đề tâm thanh tịnh, vì chẳng thích tiểu thừa; giới giữ gìn quy chế của Như Lai thanh tịnh, vì cho đến tội rất nhỏ cũng sinh sợ hãi; giới ẩn mật hộ trì thanh tịnh, vì khéo cứu chúng sinh phạm giới; giới thanh tịnh chẳng làm tất cả điều ác, vì thệ tu tất cả pháp lành; giới thanh tịnh xa lìa tất cả cõi kiến chấp, vì nơi giới không chấp; giới giữ gìn tất cả chúng sinh thanh tịnh, vì phát khởi đại bi, đó là 10. Nếu các chúng sinh an trụ pháp này, thì sẽ đắc được giới thanh tịnh không lỗi vô thượng của Như Lai. Các vị đệ tử của Phật, Đại Bồ Tát có 10 thứ giới thanh tịnh, những gì là 10? Đó là một, giới thân thanh tịnh, vì giữ ba điều ác nơi thân là giết, trộm, dâm. 2. Giới lời thanh tịnh, vì xa lìa bốn lỗi lầm nơi lời là nói dối, nói thêu dệt, nói hai lưỡi, chửi mắng. 3. Giới ý thanh tịnh, vì giữ gìn ý nghiệp thanh tịnh, vĩnh viễn lìa tham sân si. 4. Giới chẳng phá tất cả học xứ thanh tịnh. Học xứ tức là bậc hữu học, đó là sơ quả, nhị quả, tam quả A-la-hán, làm tôn chủ trong tất cả trời và người. 5. Giới giữ gìn bồ đề tâm thanh tịnh. Bồ đề tâm là A-lậu, đa-tam-miệu, tam-bồ-đề, tức cũng là tâm mong cầu giác ngộ Phật đạo vô thượng. Nội dung của bồ đề tâm là bốn hoằng thệ nguyện, bốn tâm vô lượng, bốn pháp nhiếp. Phát bồ đề tâm thì phải tu sáu độ phạn hạnh mới có thể tự độ độ tha, mà chẳng thích học pháp tiểu thừa, tự độ chẳng độ tha. 6. Giới giữ gìn quy chế của Như Lai thành tịnh, tỳ kheo có 250 giới và tỳ kheo ni có 348 giới, nhất định phải giữ gìn và hộ trì. Dù có giới rất nhỏ cũng không được hủy phạm, nếu không cẩn thận mà lỡ phạm thì phải sinh sợ hãi, liền sám hối. 7. Giới ẩn mật hộ trì thanh tịnh, tức là ở chỗ người không biết quỷ không hay cũng phải giữ gìn giới thanh tịnh,
thậm chí vọng tưởng không chánh đáng cũng không thể sinh khởi, khéo cứu chúng sinh phạm giới, khiến cho họ có cơ hội sửa lỗi làm mới. 8. Giới thanh tịnh chẳng làm tất cả điều ác vì thệ nguyện tu tất cả pháp lành. 9. Giới thanh tịnh xa lìa tất cả cõi kiến chấp vì vĩnh viễn thoát khỏi ba cõi hữu kiến, đối với giới tướng không chấp trước. 10. Giới giữ gìn tất cả chúng sinh thanh tịnh vì phát khởi tâm đại bi, cứu hộ tất cả chúng sinh thoát khỏi biển khổ ba cõi. Đó là 10 thứ giới thanh tịnh của Bồ Tát. Nếu các chúng sinh an trụ trong pháp này thì sẽ đắc được giới thanh tịnh không lỗi vô thượng của Như Lai. Phật tử, Đại Bồ Tát có 10 thứ nhẫn thanh tịnh. Những gì là 10? Đó là nhẫn thanh tịnh, an thọ sự mắng nhục, vì hộ các chúng sinh. Nhẫn thanh tịnh, an thọ đào gậy, vì khéo hộ ta người. Nhẫn thanh tịnh, chẳng sinh sân hại, vì tâm bất động. Nhẫn thanh tịnh, chẳng trách kẻ ti tiện, vì người trên rộng lượng. Nhẫn thanh tịnh, có ai trở về đều cứu giúp, vì xả thân mạng mình. Nhẫn thanh tịnh, xa lìa ngã mạng, vì chẳng khinh kẻ chưa học. Nhẫn thanh tịnh, bị tàn hại hủy báng chẳng sân, vì quan sát như huyễn. Nhẫn thanh tịnh, bị xâm hại không báo oán, vì chẳng thấy ta người. Nhẫn thanh tịnh, chẳng theo phiền não, vì lìa các cảnh giới. Nhẫn thanh tịnh, tùy thuận chân thật trí của Bồ Tát, biết tất cả pháp không sinh, vì chẳng do người khác dạy, nhập vào cảnh giới nhất thiết trí, đó là 10. Nếu các Bồ Tát an trụ pháp này, thì sẽ đắc được vô thượng pháp nhẫn của tất cả chư Phật, không do người khác mà giác ngộ. Các vị đệ tử của Phật, Đại Bồ Tát có 10 thứ nhẫn thanh tịnh. Những gì là 10? Đó là 1. Nhẫn thanh tịnh, an thọ sự mắng nhục. Nếu có người vô cớ đến chửi bạn hoặc làm nhục bạn, thì bạn phải nhẫn thọ, đừng nổi giận, còn phải thủ hộ tất cả chúng sinh, dùng thân làm khuôn phép, hiện thân thuyết pháp, khiến cho họ học tu pháp môn nhẫn nhục ba la mật. 2. Nhẫn thanh tịnh, an thọ đào gậy, vì khéo hộ mình lại khéo hộ người khác. 3. Nhẫn thanh tịnh, chẳng sinh sân hại. Bất cứ thọ sự thương hại như thế nào, tâm cũng bất động. Đó là tình hình không thể nhẫn mà nhẫn được. Cũng chẳng sinh tâm báo thù, do đó có câu lấy đức báo oán, dùng đức để cảm hóa kẻ địch, thì tự nhiên mọi sự sẽ tốt đẹp. 4. Nhẫn thanh tịnh, chẳng trách kẻ ti tiện. Tâm của người làm chủ phải khoan hồng độ lượng, có tâm từ bi đối đãi với kẻ dưới, phải có tâm thương xót, đừng trách mắng họ. 5. Nhẫn thanh tịnh, có ai trở về đều cứu độ, phạm là có người trở về nương tựa, hoặc là người có tai nạn, nhất định phải tìm cách cứu giúp, khiến cho họ được ấm no, hoặc cứu họ thoát khỏi cảnh nguy, dầu sôi lửa bỏng, khiến cho họ được an lạc. Cảnh giới lầm nguy đó, dù có hy sinh thân mạng, mình cũng không từ, đó là đại bố thí vô ý, cũng là tinh thần của Bồ Tát. 6. Nhẫn thanh tịnh xa lìa ngã mạn, chẳng có thái độ cống cao ngã mạn, đối với mọi người rất có lễ phép, chẳng khinh khi kẻ không có học thức, phải có tác phong hoặc mục thân thiện. 7. Nhẫn thanh tịnh bị tàn hại, hủy báng chẳng sân. Nếu có người tàn hại thân thể của mình hoặc hủy báng danh dự của mình, cũng phải tha thứ cho họ, đừng có sinh tâm sân hận, không thể sinh tâm báo thù, vì quan sát tất cả mọi sự vật như huyễn như hóa, vốn chẳng chân thật. 8. Nhẫn thanh tịnh bị xâm hại không báo oán. Nếu có người đến xâm phạm sự tự do của bạn, nhưng bạn không có tâm báo thù. Tại sao? Vì chẳng thấy tướng ta, cũng chẳng thấy tướng người, cho nên không ta không người thì vạn sự đều hanh thông, đều đại hoan hỷ. 9. Nhẫn thanh tịnh, chẳng theo phiền não. Vì lìa khỏi tất cả cảnh giới thì làm gì có phiền não. 10. Nhẫn thanh tịnh, tùy thuận chân thật trí của Bồ Tát, biết tất cả pháp không sanh, vì chẳng do người khác dạy, nhập vào cảnh giới nhất thiết trí, đó là 10 thứ nhẫn thanh tịnh. Nếu các Bồ Tát an trụ trong pháp này, thì sẽ đắc được vô thượng pháp nhẫn của tất cả chư Phật, không do người khác mà giác ngộ. Phật tử, Đại Bồ Tát có 10 thứ tinh tấn thanh tịnh, những gì là 10? Đó là thân thanh tịnh tinh tấn, vì thừa sự cúng dường chư Phật Bồ Tát và các sư trưởng tôn trọng phước điển chẳng thối truyền. Lời thanh tịnh tinh tấn, vì tùy sự nghe pháp, rộng về người khác nói, khen ngợi công đức của Phật không mệt mỏi. Ý thanh tịnh tinh tấn, vì kéo nhập xuất tứ bi hỷ xả, thiền định giải thoát và các tam muội không ngừng nghỉ. Tâm ngày thẳng thanh tịnh tinh tấn, vì không dối, không xiểm định, không cong vậy, không hư ngụy. Xiềng tu tất cả không thối truyền. Tâm tăng thắng thanh tịnh tinh tấn, vị trí thường hướng cầu trí huệ vô thượng, nguyện đủ tất cả pháp trắng tịnh, chẳng hướng bỏ thanh tịnh tinh tấn.
Vì nhiệm lấy bố thí giới nhẫn đa văn và không phóng dật cho đến Bồ Đề không nghỉ giữa đường. Các vị đệ tử của Phật, Đại Bồ Tát có 10 thứ tinh tấn thanh tịnh. Những gì là 10? Đó là một thần thành tịnh tinh tấn. Vì thừa sự cúng dường chư Phật Bồ Tát và các sư trưởng, tôn trọng phước điển tăng, chẳng thối chuyển tâm Bồ Đề. 2. Lời thành tịnh tinh tấn. Vì tùy sự nghe pháp bất cứ ở đâu, đều rộng vì người khác diễn nói, đem pháp bố thí cho người, khen ngợi công đức của chư Phật, không khi nào mệt mỏi. 3. Ý thành tịnh tinh tấn. Vì khéo nhập xuất từ bi hỷ xả bốn tâm vô lượng, thiền định giải thoát và các tam muội không khi nào ngừng nghỉ. 4. Tâm ngày thẳng thanh tịnh tinh tấn. Vì không nói dối, không xiểm nịnh, không cong vẹo, không hư ngụy, tinh tấn sinh tu tất cả, không thối chuyển Bồ Đề tâm. 5. Tâm tăng thắng thanh tịnh tinh tấn. Vì trí nguyện thường ứng cầu trí huệ vô thượng, nguyện đầy đủ tất cả pháp trắng tịnh, tức cũng là pháp thanh tịnh. 6. Chẳng đốn bỏ thanh tịnh tinh tấn. Vì nhiếp lấy bố thí trì giới nhẫn nhục đa văn và không phóng dật cho đến Bồ Đề không khi nào nghỉ hoặc ngừng ở giữa đường. Hàng phục tất cả mà thanh tịnh tinh tấn. Vì đều trừ diệt tham dục sân hận ngu si, tà kiến tất cả phiền não các triền cái, thành tựu viên mãn trí huệ quang thanh tịnh tinh tấn. Vì có làm việc gì đều khéo quán sát, đều khiến rốt ráo, chẳng khiến cho hậu hối, đắc được tất cả pháp bất cộng của Phật, không đến không đi thanh tịnh tinh tấn. Vì được trí như thật vào môn pháp giới, thân lời và tâm thảy đều bình đẳng, thấu rõ tướng chẳng phải tướng, không chấp trước, thành tựu pháp quang thanh tịnh tinh tấn. Vì vượt qua các địa được Phật quán đảnh, dùng thân vô lậu mà thị hiện mất sinh xuất gia, thành đạo thuyết pháp diệt độ, đầy đủ việc phổ hiển như vậy. Đó là 10. Nếu các Bồ Tát an trụ pháp này thì sẽ đạt được đại tinh tấn thanh tịnh vô thượng của Như Lai. 7. Hàng phục tất cả ma thanh tịnh tinh tấn. Ma là gì? Tức là rất huệ mạng của người tu đạo. Tóm lại, phàm là chướng ngại, nhiễu loạn, phá hoại tâm của người tu đạo đều là ma. Hàng phục tất cả ma là trừ diệt tham dục, sân hận, ngu si, tà kiến, tất cả phiền não, 10 triền 5 cái. Hôm nay nói sơ lược về 10 triền 5 cái như sau. 10 triền là gì? Một, vô tàm. Tàm tức là trước kia từng làm những việc sai lầm, bây giờ sửa đổi, không tái phạm nữa. 2. Vô quý. Quý tức là trong tâm cảm thấy xấu hổ, cảm thấy không thoải mái, lương tâm bảo mình làm những việc không đúng, trong tâm không thể hiện ra ánh sáng, biết sai mà không sửa, biết không đúng cũng chẳng thừa nhận, đó tức là biểu hiện vô tàm vô quý, không biết hổ thẹn. 3. Đố kỵ. Người ta tốt họ cũng chẳng vui, người ta xảy ra tai nạn thì họ vui mừng, có tâm lý hạnh tai lạc họa tác quái, bị tâm đố kỵ trói chặt không được tự do thì không có được sự hoan hỉ, suốt ngày hận đông oán tây. 4. Tham sẻn. Tức là chẳng bố thí xả bỏ được, chẳng chịu cứu giúp người khó khăn, do đó có câu than sẻn thành tánh. 5. Hối. Tức là hộ hối, bố thí tài vật rồi sau lại hối hận, cảm thấy không đáng bố thí, đáng giữ lại để mình dùng, đó là chẳng có tâm từ bi cứu giúp. 6. Thủy miên ngủ gục. Đây cũng là một thứ triền ràng buộc, đến lúc ngủ gục, nếu không ngủ thì con mắt mở chẳng lên. Người ham ngủ thì ngủ li bì suốt ngày, chiếm hết thời gian, thật đáng thương xót. 7. Trạo cử. Trong tâm không an ninh, vọng tưởng lăng xăng, tay chân loạn động, cử động chẳng tránh đáng. 8. Hôn trầm. Tức là muốn ngủ, tinh thần chẳng tập trung, bất cứ làm gì cũng đều cảm thấy chẳng hứng thú, xem kinh cũng hôn trầm, nghe kinh cũng hôn trầm, tóm lại đều ở trong sự hôn trầm. 9. Sân phẫn. Sân là sân hận, phẫn là phẫn nộ, giống như có người bị hại thì họ nổi nóng lên, thật là oan uổng cho tôi chẳng phải là hạng người đó, do đó bèn sinh tâm sân hận hoặc phẫn nộ. 10. Phú. Tức là phú cái, che đậy hành vi xấu xa của mình, sợ người khác biết cho nên tìm cách che đậy lại, không để người khác nhìn thấy. Đó là nói sơ lược về 10 triền. Chúng ta người học Phật phải ghi nhớ 10 thứ triền này cho rõ ràng, ngàn vạn đừng để bị nó trói buộc, không thể nào được giải thoát. 5 cái là gì? Tức là nói về 5 thứ cái che đậy tâm tánh không thể sinh ra pháp lành. 1. Tham dục cái, tham luyến khoái lạc, tài sắc, danh ăn ngủ, 5 thứ dục lạc,
Do đó có câu tài sắc danh ăn ngủ năm lối vào địa ngục. Bất cứ một thứ dục nào cũng sẽ đọa vào địa ngục thọ khổ. Người tu đạo phải xa lìa tập dục, sẽ đoạn tuyệt gốc rễ địa ngục. Hai, sân hận cái. Gặp việc không như ý liền sinh tâm sân hận, đó là hòn đá của chân người tu đạo. Do đó có câu một niệm tâm sân khởi, trăm vạn cửa chướng mở ra. Tu đạo là tu cái gì? Là tu nhẫn nhục ba la mật. Pháp môn nhẫn nhục tu đến nhà thì bất cứ nghịch cảnh gì cũng không động tâm, tức là không động lửa gan, không thượng hại thể, cũng không phiền não tâm, nhất cử lưỡng đắc, còn vui nào bằng. Ba, thủy miên cái. Ngủ nhiều thì có hiện tượng đầu óc hôn mê mệt mỏi, giống như bệnh tật, chẳng muốn làm bất cứ việc gì. Đừng thái quá cũng đừng bất cập, là trung đạo. Nếu ngủ nhiều thì che lấp mất tâm tánh, không biết tinh tấn tu đạo. 4. Trạo cử cái. Vì tư tưởng chẳng thanh tịnh, cho nên tâm phiền ý loạn, thập phần náo động, làm việc gì cũng khiến cho tâm sinh phiền não, thứ phiền não đó cũng che lấp tâm tánh. 5. Nhị pháp cái. Đối với tất cả Phật pháp đều sinh tâm hoài nghi, hoặc bán tín bán nghi, hoặc do dự chẳng quyết định được, bồi hồi ở ngoài cửa chẳng nhập môn được. Có người học Phật nhiều năm cuối cùng vẫn ở ngoài cửa. Tại sao vậy? Vì đối với Phật pháp chẳng thấu hiểu triệt đề, chẳng có vào sâu tạng kinh, cho nên chẳng có trí huệ. Nếu có trí huệ thì tuyệt đối sẽ tin pháp từ kim khẩu của Phật nói ra, tuyệt đối không nói dối. 84.000 pháp môn, môn nào cũng là đệ nhất, chỉ cần dò một môn mà thâm nhập thì sẽ đạt đến niết bàn chốt giáo, chấm dứt sinh tử, đắc được khoái lạc thường lạc ngã tịnh không gì bằng, đó mới thật là khoái lạc. 8. Thành tựu viên mãn trí huệ quang minh, quang thành tịnh tinh tấn. Vì có làm việc gì đều khéo quan sát, đều khiến rốt ráo, chẳng khiến cho hậu hối, liền đắc được 18 pháp bất cộng của Phật. Pháp bất cộng này chẳng giống như thanh văn duyên giác Bồ Tát, chỉ có Phật mới có pháp này, là pháp không thể nghĩ bàn. 9. Không đến không đi, thanh tịnh tinh tấn, vì đắc được trí huệ như thật. Và môn pháp giới, thân lời và tâm thảy đều bình đẳng, thấu rõ tướng chẳng phải tướng không chấp trước. 10. Thành tựu pháp quang thành tịnh tinh tấn, vì vượt qua thập địa, được chư Phật quán đảnh, dùng pháp thân vô lậu mà thị hiện mất sinh xuất gia thành đạo, thuyết pháp diệt độ đầy đủ việc phổ hiển. Như vậy đó là 10 thứ tinh tấn thanh tịnh. Nếu các Bồ Tát an trụ trong pháp này thì sẽ đắc được đại tinh tấn thanh tịnh vô thượng của Như Lai. Phật tử, đại Bồ Tát có 10 thứ thiện thanh tịnh. Những gì là 10? Đó là thiện thanh tịnh thường thích xuất gia, vì xả bỏ được hết thảy tất cả. Thiện thanh tịnh được bạn lành chất thật, vì chỉ dạy chánh đạo. Thiện thanh tịnh trụ a lan nhã, chịu mưa gió, vân vân, vì lìa cái ta của ta. Thiện thanh tịnh lìa chúng sinh ổn náo, vì thường thích vắng lặng. Thiện thanh tịnh tâm nghiệp điều nhu, vì giữ gìn các căn. Thiện thanh tịnh tâm trí vắng lặng, vì tất cả âm thanh các chướng thiện định không thể loạn được. Thiện thanh tịnh giác đạo phương tiện, vì quan sát tất cả đều hiện chứng. Thiện thanh tịnh lìa chấp trước vị, vì chẳng bỏ cõi dục. Thiện thanh tịnh phát khởi thông minh, vì biết căn tánh của tất cả chúng sinh. Thiện thanh tịnh tự tại du hí, vì vào tam muội của Phật biết không có cái ta. Đó là 10. Nếu các Bồ Tát an trụ trong pháp này thì sẽ đắc được đại thiện thanh tịnh vô thượng của Như Lai. Phật tử, đại Bồ Tát có 10 thứ thiện thanh tịnh. Những gì là 10? Đó là 1. Thiện thanh tịnh thường thích xuất gia, vì xả bỏ được hết thảy tất cả tài vật bố thí cho người khác. 2. Thiện thanh tịnh được bạn lành chân thật, bạn đồng tu đạo, khuyến khích lẫn nhau, động viên lẫn nhau, chỉ bày chánh pháp lẫn nhau, chỉ dạy chánh đạo lẫn nhau, cùng nhau tu hành, làm gương lẫn nhau. 3. Thiện thanh tịnh trụ a lan nhã, chịu mưa gió, vân vân. Ở chỗ vắng lặng tham thiền đào tọa rất dễ nhập định. Tu thiền như thế phải chịu đựng mưa gió, phải lìa khỏi cảnh giới cái ta và của ta, chẳng có mọi sự chấp trước mới có thể tĩnh tâm ngồi thiền. 4. Thiền thanh tịnh lìa chúng sinh ồn náo, phải lìa khỏi sự ồn náo, ồn ào, náo nhiệt, phải lìa khỏi chúng sinh thích nói thị phi, phàm là khiến cho bạn tâm chẳng thanh tịnh, chẳng an lạc, tức là ồn náo. Giống như ở dưới nhà bếp là nơi ồn náo, có những người chẳng dụng công tu đạo, thường chạy xuống nhà bếp nhóm họp nói chuyện, chẳng thảo luận về chánh sự, mà chuyên môn nói chuyện thị phi. Các vị chú ý, nếu có sự ồn náo thì không thể nào đắc được thiền định thanh tịnh. Nếu không có ồn náo,
thì sẽ đắc được thiền định thanh tịnh. Do đó có câu sai một ly đi ngàn dặm. Tại sao chúng ta chẳng chứng quả? Vì chẳng để khỏi chúng sinh ổn não. Tại sao chúng ta chẳng có chứng quả? Vì chẳng để khỏi tập khí mau bệnh. Nếu buông bỏ hết tập khí mau bệnh thì không còn xuống nhà bếp nói đông nói tây, nói nam nói bắc, như vậy sẽ đắc được thiền định thanh tịnh. Tại sao phải lìa khỏi chúng sinh ổn não? Vì mình muốn sự vắng lặng, an tâm tu đạo. Năm, thiền thanh tịnh, tâm nghiệp điều nhu. Tâm nghiệp tức là sự nghiệp vọng tưởng tạo ra, phải điều phục tánh căn cường của mình, phải nhu hòa tập khí của mình thì mới có thể đắc được thiền định thanh tịnh. Phải giữ gìn mắt tai mũi lưỡi thân ý sáu căn, đừng bị cảnh giới sắc thành hương vị xúc pháp sáu trần làm lay chuyển. 6. Thiền thanh tịnh, tâm trí vắng lặng. Trí huệ trong tâm thường vắng lặng, chẳng có vọng tưởng. Tất cả âm thanh và các chướng thiền định không thể bị nó làm lay chuyển, không thể tán loạn được. Nếu bị vọng tưởng làm lay chuyển thì chắc chắn sẽ tán loạn. Tại sao trong tâm chúng ta không thể vắng lặng? Vì chẳng có trí huệ, bị cảnh giới bên ngoài kích thích mê hoặc, làm cho hồ đồ, tùy theo cảnh giới mà lay chuyển, mất đi định lực, mà làm những việc điên đảo phạm giới. 7. Thiền thanh tịnh giác đạo phương tiện, vì quán giác nhất thiết trí huệ đều hiện chứng. 8. Thiền thanh tịnh lìa chấp trước vị. Tất cả chúng sinh đều chấp vào cảnh giới sáu trần, nhất là rất gần gũi với vị trần, rất dễ chấp vào mùi vị. Ví như ngồi thiền thì chấp vào vị thiền, đó tức là chấp trước. Nếu lìa khỏi những sự chấp trước đó thì mới có thể đắc được thiền định thanh tịnh. Thiền này chẳng bỏ cõi dục, tuy ở tại cõi dục nhưng hay lìa khỏi cõi dục. 9. Thiền thanh tịnh phát khởi thông minh. Vì biết được căn tánh của tất cả chúng sinh nào có căn tánh gì thì đều biết được rất rõ ràng. 10. Thiền thanh tịnh tự tại du hí. Thiền niệm vận tự tại du hí này chẳng tạo tác, cũng chẳng tác ý, tự nhiên mà có. Thiền thanh tịnh này hay nhập vào tam muội của Phật, biết không có cái ta. Đó là 10 thứ thiền thanh tịnh của Bồ Tát. Nếu các Bồ Tát an trụ trong pháp này thì sẽ đắc được đại thiền thanh tịnh vô thượng của Như Lai. Phật tử, đại Bồ Tát có 10 thứ huệ thanh tịnh. Những gì là 10? Đó là huệ thanh tịnh biết tất cả nhân vì chẳng hoại quả báo, huệ thanh tịnh biết tất cả duyên vì chẳng trái với hòa hợp, huệ thanh tịnh biết chẳng đoạn chẳng thường vì thấu đạt duyên khởi đều như thật, huệ thanh tịnh trừ tất cả kiến chấp vì nơi tướng chúng sinh chẳng thủ lấy, huệ thanh tịnh quán tâm hạnh của tất cả chúng sinh vì biết rõ như huyễn, huệ thanh tịnh biện tài rộng lớn vì phân biệt các pháp vấn đáp vô ngại, huệ thanh tịnh tất cả các ma ngoại đạo thanh văn độc giác không thể biết được vì bỏ sâu tất cả trí của Như Lai, huệ thanh tịnh thấy hy pháp thân vi diệu của tất cả chư Phật, thấy bổn tánh thanh tịnh của tất cả chúng sinh, thấy tất cả pháp đều vắng lặng, thấy tất cả cõi đồng với hư không vì biết tất cả tướng đều vô ngại, huệ thanh tịnh tất cả tổng trì biện tài phương tiện ba la mật vì khiến cho đắc được tất cả trí huệ tối thắng, huệ thanh tịnh một niệm tương ương kim cang trí, thấu rõ tất cả pháp bình đẳng vì đắc được tất cả pháp tối tôn trí. Đó là 10. Nếu các Bồ Tát an trụ trong pháp này thì sẽ đắc được đại trí huệ không chướng ngại của Như Lai. Các vị đệ tử của Phật, đại Bồ Tát có 10 thứ huệ thanh tịnh. Những gì là 10? Đó là 1. Huệ thanh tịnh biết tất cả nhân, vì khi ở tại nhân địa tất cả đều làm thanh tịnh, cho nên mới có trí huệ thanh tịnh. Khi đến quả địa thì đắc được quả báo chẳng hoại. 2. Huệ thanh tịnh biết tất cả duyên, vì vạn pháp do duyên sinh, vạn pháp do duyên diệt, cho nên chẳng trái với đạo lý hòa hợp. 3. Huệ thanh tịnh biết chẳng đoạn chẳng thường, vì các pháp chẳng phải đoạn tuyệt, chẳng phải hằng thường, đó là trung đạo, có thể thấu đạt được đạo lý duyên khởi, chẳng lìa khỏi lý thể thật tướng. 4. Huệ thanh tịnh trừ tất cả kiến chấp, khiến cho tà tri tà kiến chẳng còn nữa, đối với tướng chúng sinh cũng chẳng thủ lấy, cũng chẳng xả bỏ. 5. Huệ thanh tịnh quán tâm hạnh của tất cả chúng sinh, vì biết rõ tất cả hết thảy đều hư vọng chẳng thật, như huyễn như hóa. 6. Huệ thanh tịnh biện tài rộng lớn, vì phân biệt rõ ràng được các pháp của chư Phật, cho nên khi vấn đáp đều viên dung vô ngại, đối đáp như nước chảy, không có gì phải sợ hãi. 7. Huệ thanh tịnh tất cả các ma ngoại đạo thanh văn độc giác không thể biết được, vì vào sâu tất cả trí huệ của Như Lai. 8. Huệ thanh tịnh thấy pháp thân vi diệu của tất cả chư Phật, thấy bổn tánh thanh tịnh của tất cả chúng sinh, thấy tất cả pháp đều vắng lặng, thấy tất cả cõi đồng với hư không, vì biết tất cả tướng đều vô ngại.
9. Huệ thanh tịnh tất cả tổng trì biện tài phương tiện ba la mật, vì khiến cho đắc được tất cả trí huệ tối thủ thắng. 10. Huệ thanh tịnh một niệm tương ưng kim cang trí, thấu rõ tất cả pháp bình đẳng, vì đắc được tất cả pháp tối tồn trí. Đó là 10 thứ huệ thanh tịnh. Nếu các Bồ Tát an trụ trong pháp này thì sẽ đắc được đại trí huệ không chướng ngại của Như Lai. Phật tử, đại Bồ Tát có 10 thứ từ thanh tịnh. Những gì là 10? Đó là từ thanh tịnh tâm bình đẳng, vì nhiếp khắp chúng sinh chẳng có lựa chọn. Từ thanh tịnh lợi ích, vì tùy theo việc làm đều khiến cho hoan hỷ. Từ thanh tịnh nhiếp vật đồng như mình, vì rốt ráo đều khiến cho thoát khỏi sinh tử. Từ thanh tịnh trọng bỏ thế gian, vì tâm thường duyên niệm tích tập căn lành. Từ thanh tịnh hay đến giải thoát, vì khắp khiến chúng sinh trừ diệt tất cả các phiền não. Từ thanh tịnh sinh ra Bồ Đề, vì khắp khiến chúng sinh phát tâm cầu nhất thiết trí. Từ thanh tịnh thế gian vô ngại, vì phóng đại quang minh bình đẳng chiếu khắp. Từ thanh tịnh đầy dẫy hư không, vì cứu hộ chúng sinh không nơi nào chẳng đến. Từ thanh tịnh pháp duyên, vì chứng pháp như như chân thật. Từ thanh tịnh vô duyên, vì vào tánh lìa sanh của Bồ Tát. Đó là 10. Nếu các Bồ Tát an trụ pháp này thì sẽ đắc được từ thanh tịnh rộng lớn vô thượng của Như Lai. Các vị đệ tử của Phật, đại Bồ Tát có 10 thứ từ thanh tịnh. Những gì là 10? Đó là: 1. Từ thanh tịnh tâm bình đẳng, vì nhiếp thọ khắp tất cả chúng sinh chẳng có tâm phân biệt lựa chọn. 2. Từ thanh tịnh lợi ích, vì tùy theo việc làm đều khiến cho hoan hỷ. 3. Từ thanh tịnh nhiếp vật đồng như mình, vì rốt ráo đều khiến cho tất cả chúng sinh thoát khỏi ba cõi, chấm dứt sinh tử. 4. Từ thanh tịnh chẳng bỏ thế gian, chẳng bỏ pháp thế gian mà tu pháp xuất thế, vì tâm thường duyên niệm cho nên tích tập đủ thứ căn lành. Tóm lại, tuy ở tại thế gian mà trồng căn lành xuất thế. 5. Từ thanh tịnh hay đến giải thoát, vì khắp khiến cho tất cả chúng sinh trừ diệt tất cả các phiền não. 6. Từ thanh tịnh sinh ra Bồ Đề, vì khắp khiến chúng sinh phát tâm cầu nhất thiết trí. 7. Từ thanh tịnh thế gian vô ngại, vì phóng đại quang minh bình đẳng chiếu khắp tất cả thế giới. 8. Từ thanh tịnh đầy dẫy hư không, vì cứu hộ tất cả chúng sinh không nơi nào chẳng đến. Tâm từ bi của Bồ Tát đến khắp nơi cứu khổ cứu nạn. 9. Từ thanh tịnh pháp duyên, vì chứng đắc pháp của Phật như như chân thật. 10. Từ thanh tịnh vô duyên, vì vào được đạo tánh lìa sinh của Bồ Tát. Đó là 10 thứ từ thanh tịnh của Bồ Tát. Nếu các Bồ Tát an trụ trong pháp này thì sẽ đắc được từ thanh tịnh rộng lớn vô thượng của Như Lai. Phật tử, đại Bồ Tát có 10 thứ bi thanh tịnh. Những gì là 10? Đó là bi thanh tịnh không bạn bè, vì chỉ mình phát tâm đó. Bi thanh tịnh chẳng nhàm mỏi, vì thế tất cả chúng sinh thọ khổ chẳng cho rằng cực nhọc. Bi thanh tịnh thọ sinh xứ nạn, vì độ chúng sinh. Bi thanh tịnh thọ sinh cõi lành, vì thị hiện vô thường. Bi thanh tịnh vì chúng sinh tả định, vì trải qua số kiếp chẳng bỏ thệ nguyện. Bi thanh tịnh chẳng chấp vui của mình, vì khắp ban cho chúng sinh an lạc. Bi thanh tịnh chẳng cầu báo ân, vì tu tâm trong sạch. Bi thanh tịnh hay trừ điên đảo, vì thuyết pháp như thật. Đại Bồ Tát biết tất cả pháp tánh vốn thanh tịnh, không nhiễm trước, không nhiệt não, vì dùng khách trần phiền não mà thọ các khổ. Biết như vậy rồi, đối với các chúng sinh mà khởi đại bi, tên là bổn tánh thanh tịnh, vì họ thuyết pháp vô cấu quang minh thanh tịnh. Đại Bồ Tát biết tất cả pháp như dấu chim trong hư không, chúng sinh si mù, không thể chiếu rõ quán sát. Đối với họ khởi tâm đại bi, tên là chân thật trí, vì họ khai thị pháp niết bàn. Đó là 10. Nếu các Bồ Tát an trụ pháp này thì sẽ đắc được đại bi thanh tịnh rộng lớn vô thượng của Như Lai. Các vị đệ tử của Phật, đại Bồ Tát có 10 thứ bi thanh tịnh. Những gì là 10? Đó là: 1. Bi thanh tịnh không bạn bè, vì chỉ riêng mình phát tâm đại Bồ Đề, phát tâm đại bi để cứu hộ tất cả chúng sinh để khổ được vui. Có người hỏi thanh tịnh là gì? Thanh tịnh tức là trong sạch, chẳng có pháp nhiễm ô xen tạp vào, chỉ có pháp thanh tịnh. Đối với người phải có tâm đại bi, vì bi hay cứu khổ. Khi cứu chúng sinh khổ chẳng có xí đồ, chẳng có tư tưởng nhiễm ô xen tạp vào, thì đó mới là tâm đại bi thanh tịnh chân chánh. 2. Bi thanh tịnh chẳng nhàm mỏi, chẳng khi nào mỏi mệt và nhàm chán. Bồ Tát bi tâm tha thiết, cam tâm tình nguyện, để thế tất cả chúng sinh thọ khổ, nhưng chẳng cho rằng cực nhọc. Tuy ngài thế chúng sinh thọ khổ, nhưng chẳng cho rằng là cực nhọc, cũng chẳng cảm thấy mình có công lao. Tại sao? Vì Bồ Tát có tâm đại bi thanh tịnh. 3. Bi thanh tịnh thọ sinh xứ nạn.
Bồ Tát vì giáo hóa chúng sinh nên chuyên đến những nơi khó khăn hoạn nạn để thọ sinh, đến những nơi chẳng có Phật Pháp để giáo hóa chúng sinh hoằng dương Phật Pháp. 4. Bì thành tịnh thọ sinh cõi lành. Bồ Tát khéo thọ sinh ở trong bốn đường ác. Tại sao? Muốn vì chúng sinh thọ khổ, thị hiện đạo lý sinh diệt vô thường, cho nên thường thị hiện sinh, thường thị hiện chết, hiện thân thuyết pháp, khiến cho chúng sinh giác ngộ, sớm được thoát khỏi biển khổ. 5. Bì thành tịnh vì chúng sinh tà định chúng sinh, có chúng sinh tránh chi tránh kiến, có chúng sinh tà chi tà kiến. Có những chúng sinh bạn giảng chánh pháp cho họ nghe thì họ chẳng tin, còn nói tà pháp bằng môi ngoại đạo với họ thì họ vui mừng muốn tiếp thọ. Tại sao vậy? Vì những thứ đó có chỗ tương đồng với họ cho nên họ hoan hỷ tu tà định. Bồ Tát vì những chúng sinh tà định mà khổ khẩu tâm, khuyên dạy họ cải tà quy chánh, trải qua số kiếp cũng chẳng bỏ. Tại sao vậy? Vì thuở xưa đã từng phát bốn đại thệ nguyện. Trong đó có một thệ nguyện rằng chúng sinh vô biên thệ nguyện độ. Bồ Tát nói ra là làm, do đó mà chẳng bỏ những chúng sinh đó, nhất định phải độ thoát họ cho đến thành tựu quả giác Bồ Đề. 6. Bi thanh tịnh chẳng chấp vui của mình. Bồ Tát đem niềm vui của mình bố thí khắp cho tất cả chúng sinh. Tâm trạng của Bồ Tát rất từ bi, thấy chúng sinh vui giống như mình vui, thấy chúng sinh khổ giống như mình khổ. Một chút ích kỷ lợi mình cũng chẳng có, hoàn toàn đều nghĩ cho chúng sinh, chỉ cần chúng sinh an vui thì mình sẽ được sự an ủi. 7. Bì thành tịnh cầu chẳng cầu báo ân. Do đó có câu thi ân bất cầu báo cho người chẳng hối tiếc. Bồ Tát đối đãi tốt với chúng sinh, chẳng cầu mong họ tương lai có quả báo tốt, lo tu tâm mình cho trong sạch, chẳng có vọng tưởng và tạp niệm. 8. Bi thanh tịnh hay chữ điên đảo. Có tâm đại bi thanh tịnh thì tự diễn nói pháp như thật, khiến cho chúng sinh chẳng còn tưởng điên đảo. 9. Đại Bồ Tát biết tất cả pháp tánh vốn thanh tịnh, không có nhiễm trước, không có nhiệt não, chỉ vì dùng khách trần phiền não mà thọ các khổ. Vì bị khách trần làm chủ nhân ông, cho nên tâm chúng sinh mới sinh ra phiền não, thọ đủ thứ khổ. Bồ Tát biết như vậy rồi, đối với các chúng sinh mà khởi tâm đại bi, tên là bổn tánh thanh tịnh, vì họ thuyết pháp vô cùng hữu quang minh thanh tịnh. 10. Đại Bồ Tát biết tất cả pháp như dấu chim bay trong hư không, nhưng chúng sinh bị màng ngu si che đậy, không thể chiếu rõ quán sát. Có người họ nói, chim bay ở trong hư không chẳng nhất định có dấu. Tuy nhiên nói như thế, nhưng kỳ thật, dấu chim bay trong hư không vẫn tồn tại, chỉ bất quá mắt thịt phàm phu chúng ta chẳng nhìn thấy mà thôi. Phải trải qua một thời gian thì dấu tích đó mới bị mai một. Dù chim có bay xa bao nhiêu, cũng phải tìm đến xào huyệt của nó. Tại sao vậy? Vì nó từng ở trong không khí lưu lại vết tích những hạt bụi bố lập chẳng tan ra. Xúc giác và khiếu giác của chim rất là linh mẫn, cho nên chim có thể nhớ đường đi trở về chỗ ở của mình. Bồ Tát quan sát tất cả chúng sinh đều là ngu si, đều có tà kiến chẳng minh bạch chân lý. Cho nên Bồ Tát sinh khởi tâm đại bi tên là chân thật trí, vì chúng sinh mà khai thị pháp niết bàn. Đó là 10 thứ bi thanh tịnh. Nếu các Bồ Tát an trụ pháp này thì sẽ đạt được đại bi thanh tịnh rộng lớn vô thượng của Như Lai. Phật tử, Đại Bồ Tát có 10 thứ hỷ thanh tịnh. Những gì là 10? Đó là hỷ thanh tịnh phát Bồ Đề tâm, hỷ thanh tịnh đều xả bỏ hết thảy, hỷ thanh tịnh chẳng ghét bỏ chúng sinh phá giới mà giáo hóa họ được thành tựu, hỷ thanh tịnh hay nhẫn thọ chúng sinh tạo ác, thệ nguyện cứu độ họ, hỷ thanh tịnh xả thân cầu pháp, chẳng sinh tâm hối hận, hỷ thanh tịnh tự bỏ dục lạc, thường thích pháp lạc, hỷ thanh tịnh khiến cho tất cả chúng sinh bỏ sự thích đồ tư sanh, thường thích pháp lạc, hỷ thanh tịnh thấy tất cả chư Phật cung kính cúng dường không có nhằm đủ pháp giới bình đẳng, hỷ thanh tịnh khiến cho tất cả chúng sinh ưa thích thiền định giải thoát tam muội du hí nhập xuất, hỷ thanh tịnh tâm thích đủ hành tùy thuận Bồ Tát đạo, tất cả khổ hạnh chứng được mâu nghi tịch tĩnh bất động định huệ vô thượng, đó là 10. Nếu các Bồ Tát an trụ pháp này thì sẽ đắc được đại hỷ thanh tịnh vô thượng của Như Lai. Các vị đệ tử của Phật, Đại Bồ Tát có 10 thứ hỷ thanh tịnh. Những gì là 10? Đó là một hỷ thanh tịnh phát Bồ Đề tâm, tu hành pháp môn quan trọng nhất đó là phát Bồ Đề tâm. Nếu không phát Bồ Đề tâm thì không thể nào đắc được tâm đại hỷ thanh tịnh. 2. Hỷ thanh tịnh đều xả bỏ hết thảy. Bồ Tát có thể xả bỏ hết thảy tài vật, bố thí cho tất cả chúng sinh chẳng giữ lại cho mình bất cứ thứ gì. 3.
Hỷ thanh tịnh chẳng ghét bỏ chúng sinh phá giới, mà giáo hóa họ được thành tựu. Bất cứ chúng sinh phạm giới luật gì, Bồ Tát đều tha thứ cho họ và còn giáo hóa họ, khiến cho họ thành tựu đạo nghiệp. 4. Hỷ thanh tịnh hay nhẫn thọ chúng sinh tạo ác thệ nguyện cứu độ họ. Bất cứ là chúng sinh thiện hoặc là chúng sinh ác, Bồ Tát đều bình đẳng giáo hóa, khiến cho thành tựu Phật đạo. Bồ Tát đối đãi với tất cả chúng sinh đặc biệt từ bi, do đó mắt từ nhìn chúng sinh biển phước tụ vô lượng. Bồ Tát đã từng phát đại thệ nguyện phải nhẫn thọ những chúng sinh ác, phải cứu độ chúng sinh ác khổ nạn, khiến cho họ lập tức hồi đầu cải ác hướng thiện. 5. Hỷ thanh tịnh xả thân cầu pháp, chẳng sinh tâm hối hận, vì cầu chánh pháp dù phải hy sinh thân mạng mình cũng chẳng sinh tâm hối hận, do đó có câu hỷ pháp quên mình. Thuở xưa khi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni còn làm Bồ Tát, thì vì nửa câu kệ mà xả thân mạng mình cho quỷ la sát làm thức ăn, tinh thần đó thật là vĩ đại. 6. Hỷ thanh tịnh tự bỏ dục lạc, thưởng thích pháp lạc. Bồ Tát thấy rằng học Phật pháp mới là chân chánh khoái lạc, cho nên xả bỏ vui năm dục. Vui năm dục trong mắt của Bồ Tát chỉ là mây trôi, chuyển nháy mắt, gió thổi, mây tan mất. 7. Hỷ thanh tịnh khiến cho tất cả chúng sinh bỏ sự thích đồ tư sanh, thưởng thích pháp lạc. Bồ Tát chẳng những mình bỏ dục lạc cũng giáo hóa chúng sinh bỏ sự vui thích đồ tư sanh. Tại sao vậy? Vì sự vui của thế gian đều là vô thường, chốc lát không còn nữa, không đáng để tham luyến, chỉ có pháp lạc mới thật là niềm vui chân chánh không đổi. Giống như ăn thức ăn, mặc quần áo ở trong nhà, những thứ đồ tư sanh đó đừng nói nhiều quá, có dùng là được rồi. Phải chuyên tâm nghiên cứu Phật pháp, tham thiền đà tọa, tụng kinh niệm Phật, tu đến lúc lư hòa trường thanh thì vui sướng vô cùng. 8. Hỷ thanh tịnh thấy tất cả chư Phật cung kính cúng dường, không có nhảm đủ, pháp giới bình đẳng. Khi Bồ Tát gặp được mười phương tất cả chư Phật thì nhất định cung kính thành tâm cúng dường, dù trải qua vô số kiếp cũng không kỳ nào nhảm đủ. Đối với chúng sinh trong pháp giới đều đối đãi bình đẳng như nhau, không có sự phân biệt đó đây, không phân biệt kẻ oán người thân, không phân biệt chủng tộc, không phân biệt quốc tịch. 9. Hỷ thanh tịnh khiến cho tất cả chúng sinh ưa thích thiền định giải thoát tam muội du hí nhập xuất. Du hí ở trong tam muội, muốn xuất định thì xuất định, muốn nhập định thì nhập định, tại tâm như ý, nhập vận tự tại, chẳng bị bất cứ sự hạn chế nào. 10. Hỷ thanh tịnh tâm thích đủ hành tùy thuận Bồ Tát đạo, tất cả khổ hạnh chứng được Mâu Ni tịch tĩnh bất động định huệ vô thượng. Đó là 10 thứ hỷ thanh tịnh của Bồ Tát. Nếu các Bồ Tát an trụ trong pháp này thì sẽ đắc được đại hỷ thanh tịnh vô thượng của Như Lai. Phật tử, đại Bồ Tát có 10 thứ xả thanh tịnh. Những gì là 10? Đó là xả thanh tịnh tất cả chúng sinh cung kính cúng dường, chẳng sinh ái trước. Xả thanh tịnh tất cả chúng sinh khinh mạn hủy nhục, chẳng sinh sân hận. Xả thanh tịnh thường đi trong thế gian, chẳng bị tám pháp thế gian làm ô nhiễm. Xả thanh tịnh đối với pháp khí chúng sinh trở thời mà hóa độ, đối với chúng sinh chẳng phải pháp khí cũng chẳng sinh hiểm ghét. Xả thanh tịnh chẳng cầu pháp nhị thừa học vô học. Xả thanh tịnh tâm thường xa lìa tất cả dục lạc thuận pháp phiền não. Xả thanh tịnh chẳng khen nhị thừa nhảm lìa sinh tử. Xả thanh tịnh để khỏi tất cả lời lẽ thế gian, lời lẽ chẳng phải niết bàn, lời lẽ chẳng phải lìa dục, lời lẽ chẳng thuận lý, lời lẽ não loạn người khác, lời lẽ thanh văn độc giác, lược nói cho đến tất cả lời lẽ chướng Bồ Tát đạo, thảy đều xa lìa. Các vị đệ tử của Phật, đại Bồ Tát có 10 thứ xả thanh tịnh. Những gì là 10? Đó là: 1. Xả thanh tịnh tất cả chúng sinh cung kính cúng dường, chẳng sinh ái trước. 2. Xả thanh tịnh nếu tất cả chúng sinh khinh mạn Bồ Tát, hủy nhục Bồ Tát thì Bồ Tát cũng chẳng sinh sân hận. Phải xả được chính mình mới gọi là đại xả, nếu chẳng xả được chính mình thì không thể nói đến xả thanh tịnh. Bồ Tát làm được cảnh giới này nên có xả thanh tịnh. 3. Xả thanh tịnh Bồ Tát thường đi trong thế gian, chẳng lìa khỏi thế gian, nếu lìa khỏi thế gian thì không thể giáo hóa chúng sinh. Tùy Bồ Tát thường ở tại thế gian nhưng chúng sinh chẳng nhận biết, do đó có câu đối diện chẳng biết Quán Thế Âm, nghĩa là cùng ở với Bồ Tát Quán Thế Âm như chúng ta chẳng nhận ra Ngài là Bồ Tát Quán Thế Âm. Tại sao vậy? Vì mắt thịt của phàm phu chúng ta bị vô minh che đậy, chẳng đắc được còn mắt pháp thành tịnh. Bồ Tát ở tại thế gian nên chẳng bị tám pháp thế gian làm nhiễm ô. Tám pháp là gì?
tức là tám gió, khen chê khổ vui, lợi suy được mất. Phàm phu tục tử dễ bị tám gió này làm mê hoặc, bị tám gió này mà sinh ra phiền não, chuyển theo cảnh giới. Một khen nghĩa là khen ngợi, ví như được người ta khen, người chẳng có trí huệ nghe rồi rất là vui mừng, giống như ăn mật ong ngọt vô cùng, nhận rằng mình không tệ, đó liệu là bị gió khen thổi cho hồ đồ. Hai chê nghĩa là chê bai, khi chúng ta làm việc gì đó không được tốt lắm liền bị họ chê bai, nói này nói nọ khiến cho chúng ta nổi giận, đó là bị gió chê thổi làm cho hồ đồ. Ba khổ nghĩa là phiền não, giống như người xuất gia ở Vạn Phật Thành, mỗi ngày chỉ ăn một bữa trưa, tối thì ngồi ngủ không nằm, có người nghĩ sự khổ này thật khó mà chịu được, bèn sinh phiền não, đó là bị gió khổ thổi làm cho lay động. Bốn vui nghĩa là hoan hỉ, nếu như có chuyện gì vừa ý của mình thì rất là hoan hỉ, do đó có câu vui quá quên lo, khi vui quá thì mình sẽ quên hết nỗi lo sầu, đó là bị gió vui thổi làm cho dao động. Năm lợi, lợi là lợi ích, có những người thấy lợi thì quên nghĩa, chỉ biết có công lợi chẳng biết có nghĩa, thậm chí vì mục đích mà bất chấp thủ đoạn, có thể giao bán bạn bè, có thể bán quốc gia, đó là bị gió lợi thổi làm cho hồ đồ. 6. Suy, suy là suy bại, làm ăn